Chloe's Entertainment Channel, chắc bạn. Yay! Pew 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 pew. Chloe ơi, hôm nay con cho mấy bạn coi mấy cái đồ chơi nào của con mới mua vậy đó, đi mới mua cho con á. Microwave, cái này là safe. À, cái safe là cái tủ chỗ cái két sắt của Chloe nè mấy bạn ơi. Chút nữa mình coi coi trong két sắt có cái gì nha. Ok, let's chút chút nữa, chút nữa rồi mình bây giờ con giới thiệu chút sơ qua đi. Hôm nay con sẽ review cái két sắt này nè. Rồi cái gì nữa? Now the airplane. À, chiếc máy bay. Rồi gì nữa? And this fish. This kind of slippery. Ồ, cái đó khó cầm lắm đó nha. Trời ơi, thú rất là thú vị. It's okay. Are you kidding me? Cái đó nó khó cầm lắm, nó khó chơi lắm các bạn. Chút nữa sẽ cho các bạn coi. Ah, my elbow. It's okay. My elbow. Okay, it's okay. Chloe. Ah, why it keep falling? Rồi, con còn món nào nữa đâu? Con còn món nào nữa? A sticky ball catcher. À, cái đồ để chụp banh đúng không? Đúng rồi. Rồi, tới cái nào nữa ta? Football player. Football player. This one. Rồi, cho mấy bạn coi thử ta. Cái football player. Yeah. Hay quá. Rồi, món tiếp theo là cái gì ta? Chopstick là cái đũa nha mấy bạn. Chút nữa coi Chloe ăn mì nè với cái cây đũa này nha. Các bạn ơi. Rồi, cái này là cái gì đây? Chế bánh nữa đúng không? Football. Yeah, no, you... no, not football, this is ball. Cái này là chế bánh. This also like football. Ờ, chế bánh dùng để chơi đá banh đúng không? Rồi, cái món cuối cùng. Football is really rainbow. Ok, cái món cuối cùng mà con muốn khoe với mấy bạn là cái nào ta? Hôm nay con có cái quà sinh nhật mới là một con horsey á, một con ngựa rất là dễ thương luôn á. Để mình lấy mấy này ra cho mấy bạn coi nha. Yeah. Her name is Horsey. À, her name là Horsey hả? Horsey là con ngựa ha. Yeah, Horsey. Trời dễ thương quá nè. Chào mấy bạn, chào mấy bạn. Can you pet him? It's really nice. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Rồi, bây giờ con sẽ cho mấy bạn coi món nào chúng ta. Company thích nhìn luôn. Vậy đó hả? Hello, Horsey. Rồi, bây giờ con cho mấy bạn coi món nào trước. Bây giờ con review món nào trước nè. He's still looking. Why is this still looking in the camera? Are you crazy? That's enough, okay. Rồi, bây giờ con review món nào trước. Cái safe á, cái tủ sắt của Chloe. Wow. Vậy mẹ bỏ cái này qua nha. Chút nữa mình sẽ review đến mấy cái này. Bây giờ mình sẽ để cái này. Oopsie. Rồi, cái tủ sắt của con có gì đâu? The pony still want to see in the camera. Are you crazy? Yeah, yeah, it's here. Con ngựa nó vẫn ở đây mà. But she's still looking in the camera. Okay. Are you crazy? Oh, no. Không, mình bỏ con ngựa bên dưới đi. Chút nữa mình cho mấy bạn coi con ngựa dễ thương của con nha. Hapo, she wants to look in the camera. Okay, okay. Đây mấy bạn, để mình cho mấy bạn coi cái này trước nha, cái hộp trước. Đây mấy bạn, đây là cái money safe. Money safe. Ha. Đây cái sắt đựng tiền nha mấy bạn. Đó, 250 một cái. Tiền đâu? Tiền đâu? Nó phải còn nhiều tiền mà. Trong đây nè. Ok. Rồi, Chloe lấy ra coi. Trong đây coi này chơi sao rồi. Con cho mấy bạn coi nha. This is really heavy, okay? Just watch out. Chloe nói this is really gonna break. Cái này nó nặng lắm. This is gonna break. Không có nặng mấy bạn ơi, nó nhẹ. Nhưng mà nó sẽ nặng so với các bạn 5 tuổi đổ xuống như Chloe vậy đó. Here it is. Here it is. Rồi cho mấy bạn coi, xoay một vòng cho mấy bạn coi coi. Cái sắt này của Chloe nè đó. Ai mà cho Chloe tiền mà mốt vào đây. Ok. Tết này á, mình đi chơi Tết á, cái người ta lì xì tiền cho con á, các con bỏ vô đây được nè, đúng không? Ok. Khoan. Rồi, đợi mẹ xíu nha. Chloe ơi, bây giờ con chỉ cho mấy bạn mở cái két sắt như thế nào đi, cách sử dụng cái két sắt á.
Ủa cái đó là gì? Cái đó là mật mã hả? Mật mã để mở cái cốc đó. Có gì? Wow. Quá chịu tiền mấy bạn ơi. Did you want to put the money inside? À bỏ tiền vô bên trong, okay, đúng không? Okay, okay. Trời ơi quá trời tiền luôn nè. Tôi có quá trời tiền luôn. Yep yep yep, I got a lot of money. Là hồi nãy có cái mật mã là con bấm rồi đúng không? Là con mở ra được đúng không? Yep yep yep. It's 0 0 0 0 0. It's four. Okay. Four times. Four okay. Time. Chloe nói là 4 số 0, mật mã là 4 số 0. 4 quả. Đúng rồi á. Đâu nếu mà trường hợp mà con bật cái con nhấn cái mật mã mà cái số nó khác thì nó sẽ kêu làm sao ta? Nếu mà con bấm cái số khác á thì nó sẽ kêu làm sao? Đâu con đóng lại thử coi. Đâu con bấm cái không không phải là 0 thử coi. Mày. So much money. So much money. Look at that. Rep. Rồi con bấm số khác thử coi. Oh oh, là sai mật mã, có mở được không? Không mở được luôn hả? Ồ, phải tức là phải bấm 4 con số 0 đúng mật mã thì mới mở được hả? Yeah. Rồi đâu Chloe, bỏ tiền ra, bỏ tiền ra, bỏ tiền vô đi. Chà, cái tủ này thú vị á. This is really cute. Wow. What's up, man? She's hungry. Ôi, tức là cái tủ này tự động nó hút tiền vô hả? Giống như là wow, so cool. Wow. She's hungry. Trời ơi, cái tủ cái sắt này hay quá. Nhìn nè mấy bạn ơi, coi chuẩn bị nè, chuẩn bị nút tiền vô nè. Are you crazy? She's hungry. Chloe nói là cái sắt này nó đói bụng á. Rồi đói bụng á hả, cho nó ăn tiền á hả. Trời ơi, phải mua cái két sắt này về để dành tiền mấy bạn ơi. Ok. Yeah. Wow. Trời ơi, 250. Quá hay, quá hay. Trời ơi, con nó chừng nó sắt á, nó thành màu đó nó mới lấy ra được. À vậy đó hả, ở đây mà nó sắt. Nó phải open it, lấy ra. À ok, đâu con bỏ tiền vô coi. Hai cái luôn. Hai cái luôn hả? Đó, thôi bỏ hai tờ luôn nè các bạn ơi. Hai tờ luôn ha. Dạ dạ dạ. Rồi, bỏ hai tờ luôn. Wow, so cool. Hay quá. Suck in that too. Hay quá. Try that again. Ok. Đó, mua cái tủ này về để dành tiền nha các bạn. Ôi, Tết này là Chloe có chỗ cất tiền rồi. Cái đó con bỏ nhiều quá là không có bỏ vô được. Đúng không? À, thử bên đó hả? Vô được không? Wow, so cool. It's stuck. Không, no stuck. Đâu có mắc kẹt đâu. Có không? No, no, no. No? Let me see. Oh, mở được cái đó là đâu có kẹt đâu. Wow. Oh, it's not stuck. It's not stuck. Đâu có stuck đâu đúng không? No, it's not stuck. Hay quá, trời ơi, cái tủ này hay quá. Do you want to see another toy? Yeah, rồi bây giờ con cho mấy bạn coi and cái món đồ chơi kế tiếp đúng không? How are we gonna clean up this a lot, Mike? À, là đối với cái đống tiền này sao hả? Thì bây giờ con bỏ nó vô trong cái két sắt của con hết đi. Con mở cái két sắt nó ra xong rồi các con bỏ nó vô lại. Hay quá, coi Chloe rành ghê chứ. Oh, Tết cái này là có chỗ đựng tiền rồi nha. Con. Nhìn thấy nhiều vậy thôi mấy bạn ơi, chứ hả không có bao nhiêu tiền á, tại vì có 1.000, 2.000 không mà. This is a lot of money. À, I have a lot of money. À, Chloe nói là Chloe có nhiều tiền lắm. My auntie gave me a lot of money. Oh, Chloe nói bà là... Bà hả? Chloe nói là bà ngoại với lại dì á cho Chloe nhiều tiền lắm nè. Thank you, bà ba. Thank you, bà ba. Thank you. Thank you. I'm gonna give it to you later. Okay. And you're gonna have a lot of money. Đó, cắt tiền vô cái sắt nè đó. Cái sắt dễ thương chứ.
I cannot get this all. Can you help me? Okay, okay. Okay. Được rồi. Chloe ơi, bây giờ mở cái món đồ chơi kế tiếp nha. Okay. Nào, món đồ chơi kế tiếp là gì đâu? It's football. Football hả? Đâu, cho mấy bạn coi nha. Ồ, cái món này nhiêu vậy? 150.000. Đây, nó làm sao đây? À, tức là chơi à, đá banh xong con. Rồi có cầu thủ nha. Cái mặt của con hả? Thấy ok, let's con. Open it. Yeah, cho mấy bạn coi sơ cái nha. Khoan khoan để coi sơ trong đây nó có gì trước với con. Đây, mấy bạn, đây người ta có hướng dẫn cách chơi này nha. Ồ, được chơi Hàn Quốc cho nên là có chữ Hàn Quốc đây hả? Đó. Chữ Hàn Quốc hả? Thì dở. Có gì đâu kì, bình thường. Không, rồi, đâu, con mở ra coi bên trong nó có gì. Ok. It's a space. Đâu, nó có gì đâu. À, một cái này. Rồi gắn làm sao ta? Đâu, Chloe. Làm cho mấy bạn coi thử coi. Bang. Rồi, có mấy cái viên bi banh hả? Có mấy cái banh đúng không? Yep, 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 yep. Three balls. À, có ba cái banh. Yep. Yep. Đó. Bỏ đâu đâu? Bỏ đây hả? Yep. Make it more safe. Ồ, rồi, còn cái hình như phải có cái thủ môn nữa đúng không? Dun, dun, dun. Here it is. Đó, đúng rồi. Đâu con gắn như là sao đâu. Con biết gắn không? Đây là rồi. Đó, để Chloe gắn cho mấy coi nè. Just look really good. Hey. Are you me? Please, please. À, cần phải cái bạn thủ môn nữa đúng không? Yep, that is a children, I think. Children. Ủa, con biết gắn không? No. Trời, gắn cái này vô cái này đúng không? Tôi có 5 tuổi thôi các bạn ơi. It's too hard for me, mommy. Ok, mẹ giúp con nha. Ok, just help me. Rồi, để mẹ giúp cho Chloe nha. Đây, cái này nó hơi khó gắn mấy bạn. Để gắn cái này vô đây. Đó. Cái nào mình không làm được thì mình phải nhờ sự trợ giúp của người lớn thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Upsi. Cái này mình phải gắn vô đây trước chứ. Lộn ha. Đây. Ê, nhầm ơi. No. Đúng rồi hả? No, không phải. Cái này để dịnh á. À, biết rồi, mẹ biết rồi. Để dịnh đúng không? Ok. Đó, Chloe nói là cái đó là để dịnh. Rồi, Chloe còn giỏi hơn mẹ nữa. Biến trắng nó đau đầu luôn. Chỉ có điều là Chloe hơi bị yếu thôi. Xong rồi. No. Don't fall down the balls. Sorry. Okay. Bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu chơi nha. Yes. Chloe ơi, bây giờ mình chuẩn bị mình chơi nha. Rồi, bắt đầu chơi nè. Mẹ chọn làm thủ môn. Nha, đây nè thủ môn nè các bạn. Sorry. How? You make it fall down. Ok, sorry. Are you crazy? Rồi, bây giờ con và mẹ chụp nha, mẹ làm thủ môn mà bắn đi. Trời ghê quá. Mẹ chụp được rồi. It's ok, don't worry. I never catch it. Mẹ chụp banh nè. Yeah! Mẹ chụp được rồi, thấy thủ môn giỏi không? Thủ môn giỏi. Chloe bắn dở quá à. It's ok. Đâu, bắn lại coi. Ui, chết rồi, lủng lưới rồi. Chloe bắn vô được rồi, Chloe bắn vô đây được rồi. Mẹ chụp không được là mẹ thua rồi đó. Không, nó đi qua đây á. It's ok, vậy là mẹ thua rồi đó. Tại vì cái bắn nó vô lưới được. Not fair. À, nó fair hả? Vậy cũng không chịu nữa hả? Rồi, ok. I'm not a winner again. À, Chloe không phải winner hả? Ok. Rồi, muốn sao không được. Chloe đặt luật mà. Rồi, thôi, chế banh kế tiếp đi. Rồi, đâu? Mày chụp nè. Nhờ vô. Ui, banh nó đâu, banh nó đâu, banh nó đâu. Ui, đúng, trời đất. Chloe thắng rồi, mấy bạn ơi. Chế banh nó vô đây. Chế banh nó lọt xuống dưới đây nè, thấy chưa? Ở đây nè. Ôi, Chloe chơi hay quá.
Rồi. There's one last ball. Okay. Stop moving this place. Ủa, mẹ phải canh chỗ để chụp. Chloe không có vô được rồi. Thua giờ mẹ thắng. Mẹ thắng. Ở đâu? Ở đây hả? Đây hả? Thấy. Chloe thua rồi. Mẹ vô rồi. Đá tới. Yeah. No. Lại thắng nữa rồi, Chloe lại thắng nữa rồi. Bực mình ghê. Đeo quên. Rồi đổi thì tới phiên Chloe làm thủ môn nha. Yeah, I love to be a thủ môn. Rồi tới phiên mẹ bắn nha. Đây mẹ lấy bi ra, mẹ lấy banh ra cho. Be careful, they can roll around. Rồi con chụp nha. Cái này chơi nè. Sorry. A little bit fast, okay? Okay. A little bit. Rồi mẹ kéo nè, kéo cái này đúng không? Kéo cái này ra phía sau đúng không? Kéo little bit. Úp, chưa xí nha. Kéo này ra phía sau đây đúng không? Kéo này ra đây đúng không? Đúng rồi. Ok. Đó, xích ra kia nha. Slowly, slowly. Okay, okay, a little bit. Ok, ok. Slowly. Coi nè. Chuẩn bị. Chloe hay quá vậy ta. I got my hands up. Hands up. Vậy là không có thắng đúng không? Tại nó bị lọt ra ngoài là không tính à. Rồi, đây. Úp xịt. Rồi, chuẩn bị nha. Mạnh quá hả? À? Bắn mạnh quá. Chút okay. Phá à. Ok. I hit slowly. À, ok, nhẹ nhẹ thôi đúng không? Ok. Got it. Nhẹ nhẹ chạy qua đây coi. Chloe không có chụp được lên cái này vô lưới rồi nè. Không có đâu. Cái này không tính à? Ủa cái này cũng tính là vô lưới chứ. Không có. Ủa gì kỳ vậy? You not win. Ủa mẹ không thắng hả? Trời không cho thắng luôn. Ủa vậy cũng không thích. Trời ơi trọng tài này khó quá. Trọng tài này là về phía ông thủ môn hay sao? Khó quá vậy ta. Chuẩn bị nè. Trời ơi thủ môn bắt hay quá à. Nãy giờ mẹ không có vô được cái nào luôn á. Trời ơi. Cái gì kỳ vậy? Because I'm a good teamer. It's okay. Why shoot so fast? I shoot slowly. Ok, thôi vậy coi như trái banh này không tính đi. Rồi, trái banh tiếp theo. Yo, yeah. Again. Ok, thấy chưa? Are you crazy? Chơi cái này phải hơi cứng. Are you crazy? Yeah. I'm watching that ball. Trời ơi, thủ môn dở rồi. Cái nè, cái nè. Trời ơi, cái nè. Yeah. No, you know when. Đúng rồi, nãy nó lọt vô đây rồi mà. Không có đâu. Nó mới chạy ra ngoài á. Không. No. Hả? No. Nãy nó ở ngoài đây á. Trời ơi, vậy cô không cho thắng nữa hả? Nãy nó ở ngoài đây á. Nãy ở ngoài đây. Mệt rồi. Try again nữa hả? Trời ơi, còn một cái cuối cùng cũng cho thắng nữa. Yeah! Mẹ thắng rồi nha. The pony want to see. Ok. Thôi, rồi. Cái vậy bây giờ đến món này chơi kế tiếp đi nha. Món này chơi kế tiếp của ngày hôm nay sẽ là cái gì ta? Don't drop the ball. Ok. Đây, tên. Cái đó vui lắm á mấy bạn ơi. Đâu, cái đó chơi làm sao đâu? Like this. Ôi, Chloe ơi. Đâu, con chỉ cho mấy bạn chơi này coi. Chà, coi này có gì thú vị không? That's so slippery. Trong đây có gì? Có con rùa này. Có con cá này. Ủa, cái này là cái gì vậy? Mommy, look over there. Mommy, look over there. Okay. Over there. Ah, my finger. My finger. Get me out. Finger đâu rồi. Oh, wow. Ủa cái này là bỏ cái finger vô đây được hả? Wow, look at that, các bạn. Trời. Let me get it out. Trời vui vậy này. Cái này rất là khó cầm nha mấy bạn nè. Thấy không? We get the next toy. Wait. Nè cho mấy bạn coi nè. Trời rất là khó cầm nha mấy bạn. Ôi trời.
Đâu Chloe cầm được không? Đâu con làm lại con chơi hết rồi. Mấy cái thì Dương khó cầm lắm nha mấy bạn. Nhìn thấy vậy thôi chứ nó khó cầm lắm. Trời ơi. Oh, look. Rất là ngộ luôn, không biết cái này là cái gì luôn á. Thấy nó vui vui lắm luôn á. Mẹ, con làm được như mẹ không? Con làm được như mẹ em nè. Nè, mình phải truyền tay cho thật nhanh nè, tại vì nó hơi trơn nè, thấy không? Hứng không có kịp á, lạ hả nè. Nó khó. Nếu mà nó trơn, nó trơn nhờ nó không hứng kịp đâu. Cái đó khó quá à. Play là được kiến. Cái này ở trong đây này, coi nè. Cho mình bắt con cá coi. Bắt con cá, bắt con cá đi. I got one. Yeah, I got one, the green one. Oh. À, con cá hả? Con rùa đâu. Có con rùa trong đó đó. Bắt con rùa đó không? The blue. Yeah. Blue sword. How about can I kill the another fish? Okay. I'm getting it. A pink fish. Oh, pink fish hả? Con cá màu hồng. Wow. They are so cute. There's three fish in it. Okay. Ah! My finger! Ah! I'm in it! Okay, then the next toy. Cái đồ món đồ chơi kế tiếp là gì ta? Oh, cho Mommy, đi. Can you get my finger out first? Okay. Okay. Cái finger bị mắc kẹt trong đây rồi hả? Trời, bây giờ làm sao lấy ra đi? Chết rồi. Pull. Thank you. Okay, món đồ chơi kế tiếp đi. Chụp anh. Ồ, cái bánh đó hả? Rất là sắc màu quá. Tôi rất là thích chơi bánh mấy bạn ơi. Ồ, cái bánh cho mẹ mượn kìa. Can I have another ball? Cái bánh 80.000 đây. Ôi, cái bánh này rất là cái nó bằng da nè, nó rất là đã nha mấy bạn. Đúng rồi. Đó, chứ không phải bằng nhựa đâu nha. Nè. Rồi. Rồi cầm rất là đã, chơi rất là đã luôn. Flippy. Wow. Are you crazy? Ow, my head. Trời. It's okay now. Okay, the next toy. Món đồ chơi cái tiếp là gì? Oh no, the football is under my feet. Món đồ chơi kế tiếp nè, cho nè. Chiếc máy bay nè. No. The football is under my feet. No. Don't know, not yet. Rồi, mẹ lầm được cái chân mấy chiếc banh rồi. Bây giờ chiếc món đồ chơi kế tiếp nè. Chụp ơi, chụp. It's flying. Flying hả? Looks flying. Yeah. Trời lúc nhìn giống như cái rocket á hả? Ồ, 40.000. Đây, rocket nha các bạn. Boom, rocket nè. Cái này á là cái giống như cái tên lửa mấy bạn trong phim người ta phóng á. Airplane. Oh, it is not look like airplane but it's actually a rocket. Rocket. No. This one have this one. See? Okay. Can fly like this. Is it a rocket? Let me see. Yeah, it's a rocket. Let's see. Okay. See? It's a rocket. Yeah. Let me see first. Áo cho mấy bạn coi nhé. Let me see first, okay? Just 1 minute, okay? Okay. Chloe nói để cho Chloe xin 1 phút để Chloe xem coi nó phải cái rocket đúng không? It's a rocket. Yeah, it's rocket. See? Mẹ nói với con rồi, nó là rocket mà. Đây, dễ thương mấy bạn. Đây, chạy được nha, kéo dây thiều là chạy thôi. Nè, coi nè. Chụp. Wait. Are you crazy? Sướng quá, gọi là hào hứng gì vậy chứ. Wow. Ờ, đưa mẹ mừng coi. Chuẩn bị chạy nha. Đâu, rồi. Để mình mạnh hơn. Okay. Đó là mạnh hơn đi. Ủa gì vậy? Không chạy. Mà đẩy tới thì sao á, đúng không? Được kéo vô lùi lại, kéo lùi lại. Ừ, rồi buông ra. Chạy luôn hả? Sao kỳ vậy? Đâu đưa mẹ coi coi. Chưa backwards. Ok. Chloe. Yeah.
What did you do backwards? Maybe. Okay. The next one, okay? Yep. Đây là gì đây? Sticky ball. Sticky ball. Catcher. Oh. Đâu con này chơi sao? Bỏ cái bao nhiêu ở đây. Này. Throw it. Ở phía sau cái tay của con là con phải móc nó vô đúng không? Con phải máng nó vô móc vô. À, móc vô đi. Đây là mấy bạn. Cái đồ chụp banh đó mà. Nè. Bỏ cái tay mình vô đây. Xong mình chụp thôi. Banh thảy của anh. This is look like a plate. Hả? This is look like a plate. À, trông giống cái dĩa hả? You can eat anything you can eat inside here. Really? And clean it off. Okay. Rồi, bây giờ chụp banh nè. Thử nha. Chụp nha. Bỏ vô. Ồ, đeo vô đi chụp nè. Ok. Chụp banh nha. Chụp mày chưa? It's not sticky. Không chụp, chụp được không? Hay quá vậy ta. Nè, mày đánh qua nè nha. Bây giờ mày đánh qua nha. Ok, đây. Đây các bạn. Chú. Hay quá. Trời ơi. Thôi hay quá. Ôi, chụp banh nó rớt xuống rồi. Let me catch it. Ok. You. I catch it already. Ok, again. Wow, hay quá. Quỳ đánh banh chụp banh hay quá. Đây, hình mình. Let's fight. Hả? Fight. Fight again. Fight. Okay. Rồi, tiếp tục nè, một lần nữa nha. Ok, chuẩn bị nha. No, fight. Hả? I said fight. Fight hả? Fight sao? Fight like. Trời, Dũng này đánh nhau luôn hả? Ghê vậy? Thần thử nè. Bam 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 bam. Let's do the ball. Ok. I got it? Ok. Let's try again. Ok. Cái này mà chơi ở trong cái sân nhà là vui lắm đó mấy bạn ơi. Ok, the next one. Yep, the next. Cái món này chơi. À, bây giờ kế tiếp là khoe cái con ngựa Foxy của con đi. Cái con ngựa Foxy của quà sinh nhật của con á. Foxy đâu? Just put the ball. It's okay. Mommy will get it, okay? No, let me get it. I can try. Làm được không? Để mommy giúp cho. Không. Đâu. Cho bạn nào. Đừng có kết phòng. Yeah, well done. Okay. Mommy, can I try that again? The ball. The next toy, okay? The next toy. Beep, beep, wow, beep. Trời ơi, con ngựa đẹp quá nè mấy bạn ơi. I'll hold it, okay? Oh wow, con ngựa đẹp quá. Trời ơi, 250,000 các bạn ơi. Cái lông rất là mịn luôn nè. Coi nè. Rất là đã tay luôn. Không biết làm gì vậy? Hả? I'm holding it. Oh, được hả? Đâu, cho mấy bạn coi con ngựa của con. Wow. Chloe đang giữ con ngựa hả? Make him stand. Ôi, quá à. It must stand like that. Trời ơi, I hold him. Đó, cho mấy bạn coi. Ôi, đã quá trời. Ôi, cưng nè. Ôi, đi cưng cho chữ. Oh, no. So cute. Dễ thương quá à. Chloe làm gì vậy? Trời ơi, rất là êm luôn nha. Cái này nằm là đã lắm luôn. Ôm nó cũng đã lắm. Chắc mà. Làm trời gì. Trời ôm mày siết nhỏ dữ vậy. Dạy. Oh, I think she likes it. I think she likes it. Ồ, quà sinh nhật của Chloe đó mấy bạn ơi. Dễ thương chưa. Look, she wants to still look in the camera. Huh? She's not gonna look at me. Oh, look at that. Foxy say hello to friends. Foxy say something. Chloe làm gì ạ? Đâu gì ạ? Có cái mặt ở dễ thương chứ. I think she said thank you mommy to soft me. Chloe nói cảm ơn mẹ là rất là ngọt ngào với Chloe. Rất là thương Chloe hả? Trời ơi, thương quá nè. Lực. Trời đã quá, làm trò gì? Trời.
Trời ơi, leo lên con nhỏ coi cởi luôn. Trời ơi, bó tay luôn. Gì kỳ vậy? Hoxie là dùng để ôm đó chứ. Kỳ kỳ vậy? Trời ơi, rất là enjoy luôn. Ôi, bữa nay Mão làm đẹp quá hả? Rồi, sao bây giờ mình còn một món cuối cùng nữa mình sẽ khoe với mấy bạn luôn nha. Đó là đôi đũa đúng không? Ồ, Chloe 5 tuổi để coi Chloe sẽ học cầm đũa như thế nào nha mấy bạn. Rồi cái món cuối cùng là đồ đũa đúng không? Đây, tiền tin tin tin. Let me open it. Ok, cho mấy bạn coi với, cho mấy bạn coi đồ đũa của con với. Ồ, đồ đũa đó mấy bạn đó. Chloe chuẩn bị học cầm đũa ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tập với cái bộ đồ đũa này như thế nào, mình sử dụng như thế nào đây. Ok, mở đây nè. Rồi, con mở ra đi. Here it is. Wow, cái hình dễ thương quá hò, đôi đũa của con á hả? Nào, con cầm sao đâu, mình chỉ mấy bạn cầm đũa đi. Rồi, à, kẹp ba cái ngón tay vô trong chỗ đó để gấp đúng không? Đúng rồi. Rồi, cho trứng mì nè. Dâng à, cho mà múc làm bộ đi. Múc làm bộ, múc thiệt chứ múc làm bộ cái gì. Đâu, ăn mì rồi, là con gấp được không? Không, con gấp mì thử coi con gấp được không? Gấp được chứ, đúng không? Làm bộ đi. Làm bộ hết, tại Chloe mắc cỡ, Chloe chưa có gấp đũa được, chưa có xài đũa được nên Chloe làm bộ hết. Cho nên là con mới tập đó. Đúng chưa? Ôi, cái trứng mì ngon quá. Đâu múc, đâu con gấp thử, gấp được á, dễ lắm, gấp thử em. Đâu Chloe gấp thử mì thử coi. Dễ không? Để mình try again. Ok. Wow. Đó được đó, thấy chưa? Có. Trời dễ ẹc à, thấy chưa? Wow. Ôi hay quá, đồ đũa đi coi bộ thú vị à. Dễ sử dụng lắm mấy bạn ơi. Dễ không? Con thấy dễ không? Hả? Đồ đũa giống thơm mì quá. Đồ đũa thơm mì quá, hay gấp mì. Thử đi, thử đi, thử đi. Thử ha. Đâu thử coi. Wow, thơm quá. Chloe thích ăn mì lắm các bạn. Gì vậy? Trời ngon quá xỉu luôn rồi. Ngon quá xỉu luôn rồi hả? Cho mà ăn cái này. Ăn đi. Ăn đi còn làm bổ gì nữa. Yeah. Yeah, nhâm 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 nhâm. Yeah, yeah. Trời trời trời. Đói bụng rồi hả? Đói bụng rồi hả? Ở đó bộ mời thôi, bây giờ mình chào các bạn đi. Cái buổi review đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Chloe's Entertainment Channel để không bỏ lỡ video review đồ chơi mới của Chloe nha các bạn. Chloe đói bụng rồi, bây giờ Chloe xin được phép đi ăn thôi. Đói bụng rồi đúng không? Ok, rồi đi mày nấu mì cho ăn nha. Hai bốn cái mì này. À, mì đó ăn vẫn được bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Ok. Ủa, nhìn cái mặt đói bụng rồi, quá ăn đó. Tội nghiệp phía chứ. Đồ đũa để làm gì thế. Ok, bye bye các bạn đi con. Bye bye, bye, các bye. Bạn. Bye bye các bạn đi ăn mì nha. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.